Bitcoin phục hồi sau khi CPI Mỹ được công bố. Sau vài ngày rớt giá liên tục do sự cố trên Binance thì hôm qua, Bitcoin đã phục hồi trở lại. Giá Bitcoin đã tăng hơn 2% lên trên 28.000 đô la chỉ trong vài phút sau khi Hoa Kỳ công bố CPI tháng 4. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 4 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán con số này sẽ giữ ổn định ở mức 5% như tháng 3. Trong khi đó, CPI lõi, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, thấp hơn một chút so với mức 5,6% trong tháng 3. Tuy vậy, các con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức lạm phát mục tiêu của Fed là khoảng 2%, mức được cho là có thể duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững, bất chấp ngân hàng trung ương này đã triển khai một chiến dịch tăng lãi suất dài hạn nhằm kìm hãm tốc độ tăng giá. Mặc dù vậy, dữ liệu hôm thứ Tư vẫn chưa phải là đầu vào cuối cùng của các nhà hoạch định chính sách của Fed. Các nhà chức trách có thêm một tháng dữ liệu để phân tích trước khi đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo. Fed gia tăng chính sách đàn áp crypto thông qua quy định mới. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ Fed dường như đang đi quá xa khi đề xuất một quy tắc mới yêu cầu các công ty đầu tư phải có trách nhiệm bảo vệ tất cả tài sản của khách hàng bao gồm cả tiền điện tử với những người giám sát được phê duyệt. Tuy nhiên, động thái này đã bị các tổ chức đầu tư phản đối, dù không phải lúc nào họ cũng cùng phe với ngành công nghiệp tiền điện tử. Lần này, gã khổng lồ tài chính JP Morgan và cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA là những cái tên phản đối đầu tiên. SBA lập luận rằng Fed đang đánh giá quá thấp tác động tiềm ẩn từ đề xuất của mình. Các luật sư cấp cao của SBA cho biết chi phí của những thay đổi sâu rộng có thể đe dọa các cố vấn đầu tư nhỏ hơn và buộc họ phải sáp nhập với những tổ chức khác hoặc ngừng hoạt động. Trong khi đó, các giám đốc điều hành tại JP Morgan đã cáo buộc Fed thực hiện cách tiếp cận quá rộng và sẽ làm gián đoạn một phần đáng kể các hoạt động trên thị trường tài chính vốn đã hoạt động tốt trong nhiều năm. Kho dự trữ của Tether đạt mức ATH. Nhà phát hành stablecoin Tether đã báo cáo khoản dự trữ của họ tăng lên, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,44 tỷ đô la, tăng 1,48 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2023. Điều này có thể đến từ sự phục hồi chung của thị trường tiền điện tử trong khoảng thời gian này, vì nhiều tài sản kỹ thuật số đã trải qua sự gia tăng đáng kể về giá trị. Theo thông tin chi tiết, Tether đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2023 với tổng tài sản hợp nhất là 81,8 tỷ đô la, phần lớn dự trữ của nó được đầu tư vào tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đáng chú ý, hiệu suất vượt trội của Tether là bằng chứng cho sự tin tưởng của khách hàng, cho phép Tether khá hy vọng về tương lai. CTO của Tether, Paolo Adorno nhấn mạnh rằng lợi nhuận ròng của công ty là bằng chứng về sức mạnh và sự ổn định của nền tảng. Ngoài ra, Adorno tuyên bố rằng công ty sẽ tiếp tục đánh giá thường xuyên lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro đối với tất cả các tài sản. Ngân hàng hàng đầu Hồng Kông chấp nhận P-Network. Trong những ngày gần đây, thông tin về ngân hàng HSBC, gã khổng lồ ngân hàng đầu tư hàng đầu châu Á, đang hoàn tất quy trình đưa đồng P-Network làm tài sản thế chấp ký quỹ để vay tiền fiat, đã được cộng đồng Pioneer truyền tai nhau, chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Được biết thông tin trên được xuất phát từ Hoka News, một trang tin tức chuyên đưa tin về Pi, tuy nhiên theo đánh giá của phần lớn các chuyên gia, thông tin trên trang này thiếu độ tin cậy, thông tin khá mơ hồ và không được kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải bởi bất kỳ tổ chức uy tín nào. Quay trở lại với bài viết trên Hoka News, trang này cho biết HSBC Hồng Kông sẽ là ngân hàng đầu tiên bổ sung loại tiền kỹ thuật số Pi vào nền tảng của mình. Tin tốt này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Pi đang dần xâm nhập vào thị trường phổ thông và dự kiến sẽ trở thành sự lựa chọn của các tổ chức tài chính lớn hơn. Tuy nhiên, Hoka News lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng, hình ảnh hay link liên kết nào chứng minh điều đó. Do đó, rất có thể đây chỉ là một tin tức giả mạo hoặc đã bị bóp méo sự thật để tạo FOMO trong cộng đồng P-Network. Đức đối mặt với khủng hoảng ngân hàng. Lĩnh vực ngân hàng đã được chú ý kể từ tháng 3 sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley và việc giải cứu một số ngân hàng đang gặp khó khăn khác. Áp lực đối với lĩnh vực này ngày càng gia tăng khi nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản. Ông Mark Branson, chủ tịch của cơ quan quản lý Đức BaFin, cơ quan giám sát tài chính liên bang, nói rằng hệ thống ngân hàng Đức đã gặp một số khó khăn nhưng nhấn mạnh rằng không có mối nguy hiểm hệ thống nào và hệ thống tài chính đã xoay sở để thích nghi tốt với các tác động của lãi suất cao hơn. Ông nói, hiện tại, chúng tôi không gặp khủng hoảng ngân hàng toàn cầu nhưng chúng tôi có một khoảng thời gian lo lắng và phép thử căng thẳng đối với các bộ phận của hệ thống ngân hàng. Elon Musk tiếp tục khuấy đảo cộng đồng crypto. Tối ngày 10 tháng 5, cộng đồng tiền mã hóa lại xôn xao trước động thái mới nhất của tỷ phú Elon Musk. Lần này, thay vì nói về Dogecoin, ông chủ của Tesla lại làm một điều hoàn toàn mới, đó là chia sẻ hình ảnh của một NFT.
Cụ thể, NFT được Elon Musk chọn là Milady, một bộ sưu tập NFT nổi lên trong cộng đồng crypto từ tháng 4 năm 2022, song cũng từng gây tranh cãi vì những lùm xùm liên quan đến nhà sáng lập. Mặc dù vậy, Milady vẫn được nhiều người mua và kể từ đó nổi tiếng khi trở thành NFT làm ảnh đại diện khi một cá nhân nào đó bị chỉ trích bởi cộng đồng. Tương tự như các bài đăng về tiền mã hóa, giá NFT Milady đã tăng mạnh sau khi được Elon Musk lăng xê, tăng đến hơn 50% lên mức 5 ETH sau nhiều tháng đi ngang. Theo dữ liệu từ NFT Price Frost, khối lượng giao dịch Milady trong 24 giờ gần nhất đã tăng hơn 1.000% lên mốc 4.522 ETH, với số lượng giao dịch là 827, tăng 612%, tất cả đến từ hiệu ứng của Elon Musk. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Cryptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.